quạt này của ông nó làm sao không? Nhưng mà không chạy. Không chạy. Vâng. Cánh vẫn trơn, con này chắc dây thôi. Em cứ đi để bật bật cái mạng lên cho nó tải lốt cái đấy đi dọc đường nhá, biết nhá. Chưa xong đúng không? Tải. Gần xong rồi. Hỏng dây nguồn đúng không ạ? À? Hỏng dây nguồn, chắc cái dây này bằng nhôm. Dây này xem có phải bằng nhôm không nhá. Đây, lõi màu trắng này bằng nhôm không ơi? Bằng nhôm không ạ? Dây nhôm này, phải thay dây khác. Cái kia với lẻ hàn, cái này thì buộc thôi. Ông dạo này có đi tập thể dục không? Hôm đấy tôi về sau tôi thấy cuộc gọi của ông, tôi nghĩ là chắc gọi đấy, thế là tôi nguy bận quá tôi không gọi lại. Quá chân là chắc chắn gớm nhỉ. Vua con đấy con gì? Mini 2. Con đấy là mới của nó là bao nhiêu nhỉ? 16. Mua mới mà đồng hồ mà. À mua 16 đồng hồ mà. Mấy đi? Nó dùng được có mấy tháng nó mới cái máy thế là mang đi đổi. Nè mua con đập hồ, đập hồ chạy cho nó sướng. Con đấy giống như con đợt trước của Tuấn à? Khác, con này nó zoom được. À con này có chế được chế điện thoại, chưa quay từ xa zoom. Mini 2 đấy là bọn nó đánh giá là nhỏ mà bay được lâu đúng không? Vâng. Giá vừa tiền. 6 triệu là như con trước thì mười mấy triệu rồi. À, con trước là hơn 20 triệu, hai mấy triệu.
của ông bên này nó gãy chân rồi, gãy cái chân bên trong rồi nên là không vặn được đâu, vừa ấy cháu vặn đấy nó bị gãy chân rồi. Nhưng mà chú động ông hãm rồi này. Đây ạ, ông hãm ở dưới nhỉ. À có đâu này vào mà còn ngon rồi. Đây rồi, cháu tìm cho cái con ốc hãm ở dưới đây. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Mọi người thấy video của mình có ích thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình và đón xem video mới nhất của mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.